những giấc mơ kỳ lạ, tiên tri 10 thảm họa kinh hoàng đã xảy ra. Khi tiễn người thân tại sân bay, bạn có khi nào bỗng trở nên lo lắng bất chợt khiến bồn chồn trong dạ? Hay trước kỳ nghỉ, bạn lại linh cảm nhà của mình dễ có thể bị đột nhập khi bạn đi vắng? Và sau đây là 10 câu chuyện về điềm báo thảm họa sẽ giúp bạn hình dung rõ hơn về cảm giác lạ lùng này. 1. Chuyến bay 191 của American Airlines. Dự cảm có rất nhiều dạng, có thể là mơ hồ như linh cảm hoặc rõ nét trong giấc mơ. Người ta cũng đã ghi nhận hàng nghìn trường hợp về dự cảm ngay trước thảm họa lớn hay thảm kịch kinh hoàng chấn động tâm can. Điển hình như David Bott, anh ta là người đã trải qua cùng một cơn ác mộng trong 10 đêm liên tiếp vào năm 1979. Khi ngủ say, anh mơ thấy một máy bay phản lực bị chệch khỏi đường bay, lật ngược hoàn toàn rồi bốc cháy. Bott buộc lòng phải thông báo cho Cục Hàng không Liên bang Mỹ về giấc mơ của mình. Cơ quan này đã thực sự lắng nghe điều anh chia sẻ và kết luận rằng đó có thể là chiếc máy bay Boeing 727 hoặc là chiếc DC-10. Một ngày sau khi David Bott gặp ác mộng lần cuối, và điều đáng tiếc đã xảy ra. Chuyến bay 191 của American Airlines xuất phát từ Chicago đến sân bay quốc tế Los Angeles. Thời tiết ở Chicago ngày hôm đó rất đẹp, gió nhẹ và nắng dịu. Có 258 hành khách và 13 thành viên phi hành đoàn đều kỳ vọng vào một chuyến bay tốt đẹp. Hầu hết hành khách là các nhà văn đang trên đường tới hội nghị xuất bản thường niên diễn ra tại thành phố Los Angeles. Vào lúc 3 giờ chiều, chiếc DC-10 được phép cất cánh, bắt đầu tăng tốc lăn bánh trên đường băng. Thế nhưng ngay khi máy bay bắt đầu hết mũi lên chuẩn bị rời mặt đất, nhân viên tháp không lưu đã nhận ra động cơ cánh trái máy bay và pylon là bộ phận tiếp giáp giữa động cơ và cánh đã rơi thẳng xuống đường băng. Máy bay vút lên cao 100m để lại một vệt dài khói từ nhiên liệu và chất lỏng thủy lực trên bầu trời, thứ vốn được dùng để giữ thăng bằng cho máy bay. Cơ trưởng Lux chỉ phát hiện ra máy bay đang hỏng một động cơ chứ không hề biết động cơ và pylon đã rơi hẳn ra ngoài. Vài giây sau, toàn bộ máy bay mất điện. Hệ thống điều khiển máy bay của cơ trưởng, hệ thống cảnh báo thất tốc cần rung bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Chết tiệt, cơ trưởng hét lên. Đó là âm thanh cuối cùng được ghi lại trong hộp đen máy bay. Chiếc máy bay liệng dần sang trái, tăng tốc độ cho đến khi lao thẳng xuống một cánh đồng gần sân bay. Một tiếng rầm phát ra, cột khói bốc lên nghi ngút. Không một hành khách nào sống sót sau vụ nổ. Hai người khác đang ở dưới mặt đất cũng tử vong ngay lập tức. Tất cả các thi thể chìm vào trong biển lửa. Đúng như những gì trong giấc mơ mà David Bott đã mơ, chiếc máy bay đã bốc cháy và có tất cả 273 hành khách đều thiệt mạng. 2. Vụ rơi máy bay Linus Skyny. Chỉ một ngày sau khi động cơ máy bay phát nổ, một số người cảm thấy Onni Van Zandt đã cười đùa với số phận khi bay cùng ban nhạc ngày 20 tháng 10 năm 1977. Trước khi lên máy bay, ông đã buông những lời sau: nhanh lên nào, đi thôi. Đã đến lúc đi thì phải đi thôi. Thời khắc của ông đã điểm. Chiếc máy bay lao xuống một đầm lầy tại Mississippi. Van Zandt, tay guitar Steve Gaines, em gái của Steve là Cassie và quản lý Dean Kilpatrick, tất cả đều thiệt mạng do sang chấn mạnh cùng với hai phi công. Hành khách sống sót là Artemus Pye nhớ lại hiện trường là một quang cảnh thật kinh khủng. Một phi công mất đầu cùng thi thể bị đâm xuyên của Dean. Ca sĩ của ban nhạc là George Billingsley cho biết cô đã có một dự cảm rất rõ ràng về vụ tai nạn máy bay vào ngày trước khi nó xảy ra. Gian đã mời cô quay lại ban nhạc sau khi rời nhóm vì nghiện rượu và chất kích thích. Vào ngày cô đồng ý gặp ông, cô mơ thấy một vụ rơi máy bay. Giấc mơ của cô đã thành hiện thực vào ngày hôm sau. 3. Dự cảm ma quái của Sharon Tate. Sự việc xảy ra vào năm 1966, khi nữ diễn viên Sharon Tate đang ở trong phòng ngủ tại nhà của bạn trai cũ. Cả ngày hôm đó, cô không tài nào dập tắt được những dự cảm kinh hoàng và khi cố gắng ngủ để quên đi, rồi cô chợt thấy một người đàn ông bước vào phòng. Cô nhận ra đó là Paul Byrne, chủ cũ của ngôi nhà. Điều lạ là Byrne đã mất cách đây từ vài năm trước đó. Cô nhanh chóng chạy trốn khỏi nhân vật ma quái này. Khi bước xuống cầu thang, Sharon nhìn thấy một người bị sát hại ngay trước mắt mình. Cô uống nước để trấn tĩnh, trở lên lầu và lại bị ám ảnh bởi hình ảnh của nạn nhân nơi cầu thang và hình ảnh ma quái của Byrne. Những năm tiếp theo, Sharon càng khẳng định rằng thi thể người mất mạng tại cầu thang ấy chính là cô. Cô đã kể cho bất cứ ai có thể về chuyện xảy ra vào tối đó, nhưng thật đáng tiếc cuối cùng cô vào 3 năm sau vẫn không giữ được mạng mình. 3 năm sau đó, 2 tuần trước khi sinh,
Sharon và đứa con 8 tháng tuổi có cuộc hẹn với những người bạn tại biệt thự của mình tại Beverly, Los Angeles. Khoảng 0 giờ 30 phút hôm sau, một người hàng xóm nghe tiếng động lạ như tiếng súng phát ra từ căn biệt thự. Tuy nhiên, sau đó không có thêm tiếng động bất thường nào nên người hàng xóm yên tâm đi ngủ. Một lúc sau, nhân viên tuần tra trong khu vực bất ngờ nghe thấy tiếng hét lớn. Anh lái xe lòng vòng quanh khu vực để kiểm tra nhưng cũng không tìm thấy điều gì bất thường. Gần 3 giờ sáng, con chó của một gia đình hàng xóm khác sủa liên tục rồi im bặt. Đến 8 giờ sáng, bà quản gia của gia đình Sharon tới nhà làm việc như thường lệ. Khi bước vào trong, bà nhìn thấy chiếc Rambler trắng đỗ tại lối vào nhưng không ngó vào bên trong xe. Bà đi vào bếp và phát hiện đường dây điện thoại bị cắt. Quản gia thấy có nhiều vết máu trên sàn và cửa kính, trên thảm cỏ có người đàn ông nằm gục. Trên đường chạy ra ngoài kêu cứu, bà tiếp tục phát hiện trong chiếc xe Rambler có một thi thể đàn ông ở ghế sau. Cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường, ghi nhận ngoài hai nạn nhân như quản gia nhìn thấy, trên chiếc ghế dài trong phòng khách là nữ diễn viên Sharon, có một sợi dây thừng quấn quanh cổ. Charlie Manson và đồng bọn cuồng tín đã sát hại Sharon Tate. Điều đáng nói, ngôi nhà nơi xảy ra án mạng chỉ cách 1,8 km từ chỗ cô đã có những dự cảm ma quái. 4. Linh cảm được tàu Titanic bị chìm. Một loạt những sự kiện xui rủi xảy ra đã báo trước vụ đắm tàu Titanic. Chiếc tàu chở khách vượt đại dương này đã va chạm với một chiếc thuyền khi nó được kéo ra khỏi cảng Southampton. Một vài người khác lại cho rằng việc một con mèo sinh nở trên tàu được xem là điềm rủi. Sau vụ chìm tàu, người ta còn tung ra những tin đồn. Vài người còn cho rằng có một xác ướp bị nguyền rủa ở trên tàu, thế nên nó bị chìm. Người khác lại bảo điểm rủi đó là do chai sâm panh không bật nắp trong lễ hạ thủy. Và sau đó là vô số những câu chuyện được thêu dệt lên. Trong khi đó, có một số người lại tuyên bố rằng họ được báo trước vụ chìm tàu bằng dự cảm, tuy rằng có những chuyện được dựng nên sau khi vụ việc xảy ra. Vài người trên thực tế đã từ chối lên tàu và may mắn thoát chết. Một trong số những người thoát nạn là Anne Wood, giúp việc cho gia đình các Dija, gia đình đi vé hạng sang nhất trên Titanic. Cô đã từ chối lên tàu sau khi linh cảm được điều tồi tệ sẽ xảy ra trong hành trình. Thiếu tá Archibald Willingham bất cũng có linh cảm nhưng ông đã không từ chối chuyến đi. Tuy nhiên, ông đã viết sẵn di chúc trước khi lên tàu vì lo sợ rằng ông sẽ không còn sống khi trở lại châu Âu. 5. Bức tranh của Reeva Steenkamp. Vào ngày Valentine năm 2013, Oscar Pistorius Paralympian đã bắn bạn gái của mình là người mẫu Nam Phi Reeva Steenkamp. Anh ta biện hộ rằng mình bắn nhầm do tưởng nạn nhân là một kẻ đột nhập. Phiên tòa xét xử Oscar diễn ra trong tháng 4 năm 2014. Mẹ của Reeva, bà June Steenkamp, kể với một phát thanh viên rằng con gái của bà đã dự cảm được sự ra đi của mình và diễn tả nó trong bức tranh được vẽ khi cô 14 tuổi. Cụ thể, người ta đã phát hiện một bức tranh do chính tay cô vẽ, trong đó có hình một cô gái trẻ bên cạnh một chiếc cầu thang dẫn lên thiên đường. Điều đáng sợ trong bức tranh chính là hình ảnh khác của một người đàn ông cầm cây súng săn trên tay. Thiên thần trong bức ảnh trông rất hốt hoảng, cô lấy tay che miệng mình. Bức tranh lớn được Reeva Steenkamp vẽ được coi là một điềm báo của cô. Reeva không còn sống để giải thích ý nghĩa của bức tranh nhưng cha mẹ cô chắc chắn rằng cô đã tiên đoán trước được sự ra đi của mình chính xác đến ớn lạnh. 6. Vụ xả súng trường Littleton. Năm 2010, một tay súng bước vào trường trung học Deer Creek ở Littleton, Colorado và bắt đầu nổ súng. Thật may mắn không ai thiệt mạng trong vụ việc, ngay cả người xả súng. Nhưng cậu bé Matthew Thiêu bị thương và được đưa đến bệnh viện trong điều kiện nguy kịch. Trao đổi với phóng viên sau khi đã hồi phục hồi, Matthew Thiêu nói rằng cậu đã linh cảm được vụ xả súng trước đó vài tháng. Cậu mơ về vụ xả súng khiến mọi thứ hỗn loạn. Trong giấc mơ, cậu bị sát hại và được y tá đưa ra khỏi nơi đó. Matthew và mẹ cậu tin rằng dự cảm này đã cảnh báo về vụ xả súng. Một cậu bé có thể gặp ác mộng như thế. Trường trung học Deer Creek cũng đã từng chứng kiến vụ xả súng với nhiều thương vong vài thập kỷ trước và vụ thảm sát gây chấn động tại trường học Columbine ở cách đó 5 km. 7. Cơn bão Katrina. Jeremy Driscoll, một tu sĩ dòng biển Đức, Benedictine, tại Oregon, đang nghe tin tức nói về những nguy hiểm của bão tại Louisiana thì đột nhiên nhìn thấy một quang cảnh. Ông nhìn thấy một vùng vịnh ở hướng Bắc, có thể là cách bang Louisiana khá xa. Vùng đất trông trên và không được trang bị để đối phó với thảm họa. Một cơn bão sau đó kéo tới và phá hủy mọi thứ.
Tuy nhiên không ai thiệt mạng vì khu vực này khá hoang vu. Đức cha Jeremy không biết liệu những điều ông nhìn thấy là hình ảnh của quá khứ hay tương lai cho đến khi cơn bão Katrina đổ bộ vào New Orleans vào tháng 8, 2005 gây ra thảm họa thiên nhiên khủng khiếp nhất lịch sử nước này. Siêu bão Katrina đổ bộ vào nước Mỹ với sức gió giật lên tới 205 km/h, tàn phá dữ dội 5 bang ở ven vịnh Mexico. Mặc dù chỉ là cơn bão mạnh thứ 3 trong mùa mưa bão năm 2005, nhưng Katrina lại là thảm họa thiên nhiên khủng khiếp nhất trong lịch sử nước Mỹ. Sự việc Jeremy nhìn thấy được ghi chép trong cuốn sách của ông có tựa là bảng chữ cái của tu sĩ The Manca Phabet. Tuy nhiên, các biên tập viên đã bỏ qua câu chuyện vì nghĩ rằng sẽ không ai tin điều này. 8. Vụ xả súng trường học Sandy Hook. Logan Dreyer học tại trường tiểu học Sandy Hook. Cho đến 2 tuần trước vụ xả súng nghiêm trọng lấy đi sinh mạng của 20 trẻ em và 6 người lớn. Mẹ của Logan, bà Karen đã rất lo lắng khi cậu con trai 5 tuổi của bà bắt đầu hoảng loạn lúc ở trường học. Bác sĩ không tìm ra Logan mắc bệnh gì. Khi vị hiệu trưởng cố gắng trấn an cậu bé, cậu hét lên, không, không, nơi này không an toàn, con sợ lắm. Cậu đi thăm bạn bè trong suốt thời gian ở nhà, nhưng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, như thể đang nói với mẹ về một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra. Thảm kịch đã thật sự xảy ra vào tháng 12 năm 2012. Một nam thanh niên 20 tuổi có hồ sơ bệnh án tâm thần đã sát hại mẹ ruột ở thị trấn Newtown, Connecticut, rồi chạy thẳng đến trường tiểu học Sandy Hook. 20 học trò nhỏ ở độ tuổi 6-7 đã bị bắn chết cùng với 6 người lớn khác. Bà Karen Dreyer tin rằng con trai mình đã dự cảm được vụ xả súng. Mặc dù các nhà hoài nghi cho rằng đó là những cơn hoảng loạn không liên quan gì đến sự việc, nhưng Karen thì khẳng định cậu bé được thừa hưởng khả năng tâm linh từ bà ngoại và điều đó đã cứu sống cậu. 10. Tiên đoán được thế chiến lần thứ nhất. Nhà tâm lý học Các Dung nghiên cứu về phân tích tâm lý liên quan đến việc giải mã những giấc mơ của người khác. Ông là một bác sĩ tâm thần học, nhà tâm lý học Thụy Sĩ. Ông Carl Gustav Jung sinh ra ở một thị trấn nhỏ ở vùng biên giới giáp danh ba nước Thụy Sĩ, Đức, Áo. Thị trấn Kessel nằm bên bờ hồ Constance, dưới chân núi phía bắc của dãy Alp huyền thoại. Ông là một nhà tâm thần học người Thụy Sĩ, người sáng lập trường phái tâm lý học phân tích. Nhưng vào năm 1914, ông cũng có những giấc mơ của riêng mình. Ông nhìn thấy toàn đại dương chuyển sang một màu máu, hàng loạt thi thể trôi nổi trong những cơn sóng vàng. Sau đó, ông thấy một làn sóng lạnh đóng băng toàn bộ quốc gia, đã sát hại hết mọi người. Dung xem điều này như một điểm báo chiến tranh, và ông cũng nghĩ rằng những giấc mơ tiếp theo về những trận lũ trải dài từ dải núi Alps đến biển Bắc chính là đại diện cho các chiến trường khủng khiếp mà binh lính buộc phải chịu đựng. Giấc mơ cuối cùng của ông xuất hiện vào tháng 6 năm 1914, và chỉ hơn một tháng sau đó, vào ngày 1 tháng 8, thế chiến một bùng nổ, đúng như trong giấc mơ điềm báo của các Dung đã mơ thấy. Như vậy, con người có thể có nhiều giấc mơ với rất nhiều hình ảnh, phần lớn nó không liên quan đến sự kiện sẽ diễn ra trong thực tế, song cũng có những hình ảnh liên quan đến sự kiện sẽ diễn ra sau đó. Và khi thực tế diễn ra, người ta chợt nhớ lại về giấc mơ đã xảy ra và nhận ra rằng mình đã mơ một giấc mơ dự báo trước tương lai. Theo thống kê của các nhà khoa học, khoảng 80% các giấc mơ là ác mộng với các tai nạn, sự kiện bi kịch và thảm họa. Tình cờ một trong số các giấc mơ đó trùng khớp với thực tế diễn ra. Hình ảnh trong các giấc mơ không chỉ bị ảnh hưởng bởi những sự cố diễn ra xung quanh, mà còn bị ảnh hưởng bởi những điều đang gây ra nỗi lo lắng. Nhưng giấc mơ thấy trước tương lai vẫn còn là điều khiến các nhà khoa học băn khoăn. Ở một khía cạnh nào đó, giấc mơ cũng là một loại gợi ý tâm lý. Chỉ cần bạn thận trọng và có thái độ tích cực thì tương lai sẽ không quá tệ. Video của chúng tôi đến đây là hết. Còn bạn, bạn nghĩ sao về 10 câu chuyện về điềm báo thảm họa của chúng tôi vừa kể trên? Hãy comment ở phần bình luận phía bên dưới để chúng mình cùng thảo luận. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn nút like, share và subscribe để không bỏ lỡ các video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.